chào bạn. Bạn đang nghe audio chuyên mục nhịp cầu nhân ái trên website mạng y tế.vn thông tin mới về sức. Khỏe nạn nhân vụ nổ tại Văn Phú theo TSS. BS Kiều Văn Khương BV quân Y-103. Tình trạng người lái xe tải Cao Văn Thủy và chị Nguyễn Thị Lệ ngồi trên xe bị nạn trong vụ nổ hà. Đông hiện nay vẫn diễn biến chậm. Đáng thương tâm, chị Lệ hiện vẫn đang nuôi con nhỏ mới 7 tháng tuổi khi PV có mặt tại BV quân Y-103 chiều nay, TSS, BS Kiều Văn Khương, khoa hồi sức tích cực bệnh viện quân Y-103 cho biết, chị Nguyễn Thị Lệ và anh Đặng Cao Thủy đang được điều trị tại khoa là hai bệnh nhân nặng nhất. Đứa nhỏ 7 tháng khóc đêm nhớ hơi sữa mẹ, đưa lớn hỏi mãi sao mẹ chưa về. Bà Nguyễn Thị Tho, ở Thanh Thủy, Thanh Oai, Hà Nội, mẹ ruột chị Lệ cho hay gia đình chị Lệ cùng địa chỉ làm nghề cơ khí. Hôm xảy ra chuyện chị Lệ thuê xe anh Đặng Cao Thủy ở Thạch Thất, Hà Nội chở hàng về. Khi xe của hai người chở hàng qua thì bị sức ép từ vụ nổ bắn vào ngôi nhà số 26 tòa City 9 khu đô thị Văn Phú. Sau khi bị sức ép từ vụ nổ, anh Thủy và chị Lệ đã bất tỉnh, bị kẹt trên xe ô tô. Khuôn mặt thận thờ bà cho biết: "Bình thường, nhà em chị Lệ PV hay gọi hàng rồi người ta tự trở về." nhưng hôm đó, em lại chủ động đi lấy, không ngờ lại xảy ra chuyện. Còn anh Nguyễn Văn Âu, sinh năm 1991, chồng chị Lệ, kể lại, rất hiếm khi cô ấy đi lấy hàng. Hôm đó, khoảng gần 15 giờ, tôi gọi điện cho cô ấy, hai vợ chồng vẫn nói chuyện bình thường, cô ấy bảo đang trên đường về. 10 phút sau, tôi có việc gọi lại thì không thấy cô ấy nghe máy. Lúc đó là lúc xảy ra tai nạn. Theo bà Tho, chị lệ và anh Âu có hai con, cả hai con rất nhỏ. Cháu gái con đầu hai tuổi rưỡi và con trai thứ hai bảy tháng tuổi vẫn đang bú mẹ. Từ khi chị lệ gặp nạn, hai cháu ở nhà với bà nội. Anh Âu liên tục túc trực bên vợ, thỉnh thoảng mới có thời gian về với hai con. Con trai hiện phải ăn sữa ngoài, thiếu hẳn hơi mẹ. Còn con gái đang đi học mẫu giáo luôn đòi mẹ. Sáng nào con bé cũng đòi mẹ, cháu hỏi mẹ đi đâu rồi sao mẹ không đút cháu con ăn? Anh Âu xót xa nói, bà tho cho hay thương cháu thương con nhưng bà không biết làm gì. Hiện giờ, gia đình không dám cho các cháu nhìn thấy cảnh mẹ đang nằm trong viện sợ ý. ảnh hưởng tâm lý của chúng. Mọi người chỉ dám nói với cháu, mẹ đang đi tiêm, bệnh nhân Nguyễn Thị Lệ điều trị tại BV Quân Y 103. Ảnh chiều ngày 22 tháng 3 sức khỏe người lái xe tải diễn biến chậm nằm ở giường kế bên chị Lệ. Anh đặng Cao Thủy người lái xe chở hàng vẫn đang được thở máy, vẫn chưa tỉnh. Anh trai cả của anh Thủy là Đặng Cao Nam cho biết, giờ chỉ còn trông chờ vào phép màu. Thủy là trụ cột trong nhà, từ hôm đến giờ vợ nó ở đây liên tục, hai đứa con ở nhà với ông bà nội. Nhà anh Thủy cũng có hai đứa con, cháu đầu học lớp 3, cháu thứ hai học mẫu giáo. Anh Thủy làm nghề vận tải, là người kiếm tiền chính của gia đình. Giờ gặp nạn, cuộc sống gia đình bị xáo trộn, chưa biết ngày mai sẽ ra sao. TSS, BS Kiều Văn Khương cho hay, bệnh nhân đặng cao thủy ý thức Glasgow còn 4 điểm. Tiên lượng xấu hơn so với hai hôm trước. Ngày 21 tháng 3, bệnh nhân đã được mở khí quản để thông khí nhân tạo, tạo điều kiện thuận lợi để hô hấp. Bệnh nhân được tiếp tục điều trị chồng phù não, kiểm soát huyết động thay bằng vệ sinh vết thương phần mềm. Tuy nhiên, bệnh nhân ý thức không tốt lên, đặc biệt có sốt cao tiến triển nặng hơn. Còn bệnh nhân Nguyễn Thị Lệ khả quan hơn với ý thức Glasgow 7 điểm. Bệnh nhân thủy cũng được mở khí quản. Kết quả chụp lại cắt lớp vi tính sọ não ngày hôm qua cho thấy, bệnh nhân thủy đã hết máu tụ dưới màng cứng. Giờ chỉ còn các ổ dọc não giải rác và có phù não hai bàn cầu, bệnh nhân cũng có sốt cao. Tình hình bệnh nhân thủy vẫn tiến triển chậm. Trước đó, chiều 19 tháng 3, bệnh nhân thủy nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Chấn thương sọ não nặng, vết thương thầu não xuyên xương sọ vùng chán phải. Còn dị vật kim khí trong não, xuất huyết não lớn bán cầu phải, phù não lan tỏa hai bán cầu. Hai mắt xuất huyết dưới, kết mạc vết thương phần mềm dưới da, cẳng tay hai bên, vai do vụ nổ. Bệnh nhân Nguyễn Thị Lệ ngồi trên xe tải với anh Cao Văn Thủy nhập viện trong tình trạng chấn, thương sọ não nặng dập não xuất huyết, máu tụ dưới màng cứng vùng chán thái dương đỉnh phải. Chấn thương hai mắt, vết thương phần mềm giải rác ở hai tay, vai và cổ. Vào khoảng 22 giờ tối 19 tháng 3, bệnh nhân lệ đã được phẫu thuật mở sọ để giảm áp, lấy máu tụ và xử trí các vết thương phần mềm đến 0 giờ 15 phút ngày 20 tháng 3 ca mổ hoàn thành. Thanh Loan nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế để theo dõi thêm những audio tiếp theo hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích chúc bạn luôn mạnh khỏe